Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi ngồi ở vị trí ở ngoài không gian ngoài trời nói chuyện với quý vị và các bạn nha. Tôi nói về hợp đồng cộng tác. Thế nào là hợp đồng cộng tác? Thưa quý vị và các bạn, tôi có một người bạn, họ bảo với tôi rằng là Thu ơi, Thu giúp anh làm một cái hợp đồng. Thì tôi bảo rằng là cái hợp đồng nó như thế nào anh? Thì sau đó người bạn đó đã mô tả cho tôi về một cái sự thỏa thuận về quyền và lợi ích của hai bên. Hôm nay tôi sẽ nói về hợp đồng cộng tác nha quý vị và các bạn. Thật ra đó thì hợp đồng là gì? Tức là chúng ta phải định nghĩa về hợp đồng trước đã. Hợp đồng trước tiên đó là cái sự thỏa thuận. Thỏa thuận giữa ai? Hợp đồng thỏa thuận giữa các bên. Chúng ta có cái hợp đồng giữa hai bên, hợp đồng giữa ba bên. Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên. Đã nói là thỏa thuận có nghĩa rằng là các bên sẽ có cái ý chí thống nhất về tất cả những cái điều khoản trong hợp đồng. Bây giờ đơn cử một cái chuyện đơn giản nhất là hợp đồng vay tiền nha quý vị. Hợp đồng vay tiền theo quy định của Bộ Luật Dân sự đó là sự thỏa thuận của các bên. Trong đó bên cho vay, cho bên vay vay một cái khoản tiền có lãi suất đến một thời hạn nào đó, có thỏa thuận về thời hạn trả. Thì như vậy trong cái hợp đồng này thì chúng ta thỏa thuận những cái điều khoản chủ yếu trong hợp đồng. Bây giờ có những cái hợp đồng gọi là hợp đồng mua bán nhà. Thì hợp đồng mua bán nhà là những cái điều khoản chủ yếu là như gì quý vị? Cái đối tượng mua bán. Đối tượng mua bán là gì? Đối tượng mua bán bao nhiêu, rồi thời hạn, phương thức thanh toán, giao nhà, số lượng, chủng loại, sang tên, đăng bộ, thời hạn, nhiều lắm. Thôi chúng ta sẽ nói về cái hợp đồng cộng tác cho quý vị. Hợp đồng cộng tác là gì? Nó cũng là một sự thỏa thuận của hai bên. Trong đó các bên thỏa thuận điều khoản gì, cái đối tượng của hợp đồng là gì. Nay chúng tôi thỏa thuận một cái điều gì đó mà sẽ có lợi cho hai bên. Trong hợp đồng này thì nó sẽ có những cái điều khoản cơ bản chứ. Thì ngoài bất cứ một cái hợp đồng nào, quý vị và các bạn biết rồi, cũng có thông tin của hai bên, ba bên, thông tin về nhân thân. Có thể một trong các bên là cá nhân, cũng có thể một trong các bên là doanh nghiệp, là công ty. Thì chúng ta sẽ ghi thẳng vào trong hợp đồng, một bên là cá nhân, một bên là công ty. Có thể một bên là hai bên đều là công ty, cũng có thể hai bên đều là cá nhân. Thì trong cái hợp đồng cộng tác này thì chúng ta sẽ ghi cái đối tượng hợp đồng, chúng ta sẽ thỏa thuận cái gì. Ví dụ như tôi có cái hợp đồng dịch vụ đó, là tôi sẽ đi luật sư cho ai đó ở một cái giai đoạn nào đó. Thì hợp đồng này cộng tác là gì? Tôi họ cộng tác trong cái hợp đồng mua bán đất, đối tượng là cái một miếng đất A này. Hay là tôi cộng tác với cái chị này để ra bán một cái lô sản phẩm. Rồi, nói cơ bản là những cái điều khoản về nhân thân. Cái thứ hai là thời hạn hợp đồng. Thì chắc chắn trong bất kỳ gọi là người ta gọi là cái điều khoản chủ yếu của hợp đồng đó quý vị. Những cái điều khoản chủ yếu của hợp đồng thì có về thông tin về nhân thân. Thứ hai là về thời hạn, cái đối tượng của hợp đồng. Cái thứ ba là thời hạn của hợp đồng. Chắc chắn là chúng ta phải ghi rồi đó. Thời hạn của hợp đồng, trong trường hợp không có gì thay đổi thì chúng ta nên ghi rõ thời hạn của hợp đồng là 1 năm, là 5 năm, là hoàn tất công việc, là như thế nào đó.
tiếp nha quý vị. Đó là phương thức thanh toán thù lao. Thì thông thường ở trong cái hợp đồng cộng tác thì người ta đặt chủ yếu là thù lao trên số lượng, trên cái doanh thu bán hàng chẳng hạn. Ví dụ như bên tôi cộng tác với anh, nếu tôi bán 100 sản phẩm thì tôi sẽ được 20% của doanh thu trên cái sản phẩm đó. Hoặc là tôi bán là 30% thì tôi sẽ tôi bán được 100 sản phẩm thì tôi sẽ được số tiền bao nhiêu cộng với thêm cái doanh thu. Rồi đó là điều thứ hai. Điều thứ ba mà điều quan trọng hơn nhất là quyền và nghĩa vụ của các bên. Thì tùy quý vị và các bạn ạ, tùy theo cái hợp đồng chính, có thể là hợp đồng thuê nhà, hợp đồng vay tiền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quý vị thấy không? Ngay cả cái hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tức là một bên chỉ tặng, một bên đó còn lại là chỉ có nhận thôi á, mà cũng còn phải làm hợp đồng. Huống chi là bây giờ chúng ta phải làm một cái hợp đồng cộng tác. Điều tôi muốn nói là trong cái hợp đồng cộng tác này chúng ta phải ghi rất là rõ, chi tiết ra quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia. Ví dụ như bây giờ tôi đơn cử trong một cái hợp đồng mà cung cấp sản phẩm đi. Nay tôi cung cấp cái sản phẩm A này trong cái thời hạn bao lâu đó, thì phía bên kia còn lại, cái đó là cái quyền của một bên, cái bên còn lại là nghĩa vụ. Thì như vậy, để tránh cho những cái hợp đồng không phải phát sinh tranh chấp, thì thông thường chúng ta sẽ hiểu quyền của người này là nghĩa vụ của người kia. Trong hợp đồng ghi rất là rõ những cái điều khoản, theo dân nhà luật chúng tôi gọi là các điều khoản chủ yếu của hợp đồng. Cái điều khoản này bao gồm cái gì? Cái điều khoản này bao gồm là quyền yêu cầu cung cấp những cái sản phẩm, yêu cầu được tặng cho cái lô đất, yêu cầu cho vay trong một cái thời hạn gì đó, và nhiều cái yêu cầu khác nữa quý vị và các bạn. Thì tùy theo từng cái loại hợp đồng mà chúng ta sẽ có những cái chi tiết quyền và nghĩa vụ khác nhau nha quý vị và các bạn, chứ không phải là nhất thiết là các hợp đồng đều phải rinh bi nguyên si cái hợp đồng của người này qua người khác là không đúng. Tiếp theo cái quyền và nghĩa vụ thì đó có một cái điều khoản chung. Điều khoản chung là điều gì? Trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được thì chúng ta sẽ có cái thẩm quyền tranh chấp là ở cơ quan nào. Rồi. Và hợp đồng này chắc chắn sẽ làm hai bản. Nếu trong trường hợp hợp đồng này chỉ có hai bên, ba bản nếu là ba bên, hoặc thậm chí có một số cái hợp đồng mà có yếu tố nước ngoài á quý vị và các bạn, thì nếu người Việt Nam mình ký với người nước ngoài thì chắc chắn là chúng ta sẽ ký bằng tiếng Anh. Một bản bằng tiếng Anh, một bản bằng tiếng Việt chẳng hạn. Còn nếu mà hai người Việt với nhau luôn thì thôi, ký bằng tiếng Việt. Nói như vậy có nghĩa rằng là trong cái hợp đồng chúng ta phải ghi rõ được ý chí của các bên tại thời điểm. Tôi nói đơn cử như vậy đi. Việt Nam mình hồi xưa ký kết với công ty Coca-Cola đó, là tôi Hùng Coca-Cola là cái tỷ lệ Hùng vốn là 30%. Còn ông Coca-Cola là ông bao nhiêu phần trăm đó. Thì hai bên cùng với tỷ lệ như vậy. Và doanh thu thì sau khi lãi lỗ thì chia theo cái tỷ lệ đó. Thì chúng ta cũng sẽ làm hợp đồng cộng tác theo tinh thần đó. Nói thiệt với quý vị và các bạn, làm cái hợp đồng thì tùy theo từng loại hợp đồng chúng ta sẽ có những cái điều khoản mà ràng buộc để bắt buộc các bên tham gia trong cái giao dịch này. Tôi cũng rất là thích
để đưa những cái mang cái tính chất fair play trong cái hợp đồng, đặc biệt là những cái hợp đồng mà do mình tự soạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là với mong muốn là đưa đến cho quý vị và các bạn những cái thông điệp cơ bản nhất về những cái quy định về pháp luật Việt Nam, và tôi mong muốn rằng là tất cả những người dân Việt Nam đều hiểu thế nào là hợp đồng. Đó là cái lý do mà hôm nay có một cái hợp đồng cộng tác, hợp đồng là sự thỏa thuận của bên. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến những cái vấn đề về luật, muốn cập nhật kiến thức pháp luật thì hãy đăng ký cái nút ở phía bên tay phải nha, giống như cái chuông á, rồi sau đó là ấn thêm một cái nữa thì nó sẽ có cái rau, và mình sẽ nghe tiếp những cái của trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.